đó là cái phương pháp trị bệnh ở bên Ấn Độ, nó gọi là Ayurvedic Medicine, đó ngành là y khoa Ayurveda. Đây là một cái cuốn sách y khoa cổ nhất của Ấn Độ hồi xưa, cách đây tới 7-8 nghìn năm. Trước cả thời Đức Phật Thích Ca, trước cả Chúa Giêsu, trước hết tất cả của Hoa Đà Tiên Sinh, trước tất cả Hải Thượng Lãng Ông. Rồi, quý vị sẽ thắc mắc, bác sĩ ơi, tôi thấy nhiều người ăn chay, họ cũng bệnh quá trời vậy, họ cũng cao huyết áp, cũng tiểu đường, cũng tim mạch, cũng thấp khớp, thậm chí có bị ung thư nữa, bệnh tim mạch, đi bác sĩ tim mạch, bệnh sản khoa, bác sĩ sản khoa, bệnh nhưng mà chữa tây không hết thì có thể đồng y đây, thì đồng y cho thuốc thì quý vị vẫn nhận thuốc thường. Nhưng mà để cho cái thuốc có tác dụng đó là quý vị phải ăn thuần chay mới được. Vì trị bệnh khỏi không là do 80% là do việc ăn uống thuần chay. Nhưng mà biết cái điều này nhiều khi nói nó hơi tế nhị, nhiều người ta không tin. Nhưng mà sự thật là nó như thế. Và bác sĩ xin lấy đảm bảo cái kinh nghiệm bản thân, bác sĩ ăn chay hơn 30 năm rồi. Và bác sĩ chữa rất là nhiều người. Đi qua Singapore chữa cả lần cả vài tỷ bạc cũng không hết. Về nhà chỉ cần trở đồ ăn chay là hết liền. Bác sĩ xin nói kinh nghiệm như thế này. Bác sĩ có cơ hội bác sĩ chia sẻ về vấn đề trị bệnh và ngừa bệnh. Đầu tiên trước khi bác sĩ xin cảm ơn thầy chủ trì. Thầy thích tắc gì? Thầy thích tắc tri đó. Vâng. Rất là cảm ơn thầy. Thầy đã cho phép bác sĩ rồi đến đây để giao duyên với các Phật tử và các bệnh nhân ở đây. Và bác sĩ có vì có hành nghề y hơn 30 năm. Bác sĩ có một ít kinh nghiệm bác sĩ muốn chia sẻ trong vấn đề ngừa bệnh và trị bệnh ha. Vì bản thân bác sĩ cũng bệnh nhiều lắm ha. Nhưng mà bác sĩ nhờ cái khám phá ra cái phương pháp này, bác sĩ thấy là rất đơn giản, không có phức tạp mà không có tốn kém, và mọi người đều có thể thực hiện được ngay tại nhà mình ha. Thì cũng không cần phải, nếu mà mọi người mà áp dụng pháp này thì sẽ làm cho các bác sĩ đỡ mất thời giờ và các thầy đông y cũng đỡ mệt ha. Thì quý vị cứ mà cứ nay chẩn đoán bệnh này chữa hết, ngày mai lại bệnh khác, thành ra làm các thầy ở đây cũng mệt lắm. Các vị, mặc dù các vị ở đây cũng làm việc công quả từ thiện, nhưng mà thì bệnh là phải chữa thôi. Nhưng mà sự thật là mình chữa bệnh mà mới thấy càng ngày bệnh càng nhiều, thật là ai cũng buồn lắm. Mình chữa mà càng ngày bệnh nhân nó càng đông thì sức người cũng có hạn thôi ha. Cỡ như ông Phật gì nè, ông Dược Sư Lưu Ni Phật, Quang Vương Phật này, cái có thể 100.000 người chị cũng không hết đâu. Thành ra bây giờ theo bác sĩ, bây giờ thì bác sĩ hy vọng bác sĩ này chia sẻ cái kinh nghiệm hành nghề y của bác sĩ trên 35 năm. Bác sĩ là được đào tạo trong ngành Tây y, nhưng mà bác sĩ thấy một cái thiếu sót rất lớn trong ngành Tây y, đó là người ta chỉ vấn đề chỉ bác sĩ học. Hồi xưa bác sĩ học ở trường y khoa Sài Gòn đó, là người ta dạy cho bác sĩ cách chẩn đoán bệnh, bệnh A, bệnh B, bệnh C, bệnh D. Nếu bệnh A thì chữa thuốc A, bệnh B thì chữa thuốc B, bệnh C thì chữa thuốc C. Mà bác sĩ thấy cũng đâu có khỏi đâu ha. Chị bệnh bây giờ mà thành thật mà nói á, xin lỗi cả các thầy đông y cũng nói là mình chưa bệnh, rõ ràng là mình tạm đẩy lùi bệnh qua một bên thôi, rồi sau đó bệnh nó sẽ tái phát trở lại. Cái bệnh cũ chưa hết, bệnh mới có nữa. Thành ra sự thật là không phải ai cũng không có bệnh, nhưng mà cái kinh nghiệm của bác sĩ này đó, bác sĩ thấy là nếu mà mình biết cách trị bệnh á, cái ngừa bệnh á, thì có thể rằng là mình ngừa được 80% căn bệnh, và có thể trị được hơn, phục hồi rồi tất cả những cái bệnh gọi là kinh niên và bệnh dịch như bây giờ đó. Năm cái bệnh dịch bây giờ là quý vị nghe đấy, các bệnh nhân ở đây khám, các thầy đồng y đây cũng biết là thứ nhất là gì, cao huyết áp, thứ nhì là tim mạch, thứ ba là đau thấp khớp, thứ tư là tiểu đường, và thứ năm là ung thư, có phải không? Thì bây giờ trên giờ năm cái bệnh này rất là nhiều, chắc là hàng ngày đã quý vị vô đi khám bệnh chắc cũng loanh quanh vẫn có là bệnh đó, phải không? Cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, thấp khớp và ung thư, phải không? Và bác sĩ á cũng bản thân cũng bị bệnh đó, nhưng mà bác sĩ thấy chữa mà đông tây y cũng thất bại, mà đông y chứ không đúng cũng thất bại. Đông y thì có thể nó kéo dài được một thời gian nào cho nó phục hồi lại bệnh lại. Thành ra bây giờ bác sĩ thấy một cái phương pháp này, và bây giờ các ngành tây y họ cũng phải công nhận rằng là đây là cái phương pháp trị liệu tốt nhất
mà mỗi một người bệnh nhân có thể tự trị cho mình được rồi ha, không cần phải nhờ bác sĩ này đó. Bởi vì quý vị chắc nghe cái nói rằng là mình là bác sĩ của chính mình ha, mình phải trị bệnh được mình rồi mình mới trị bệnh được người khác được, mình có khỏe rồi mình mới nói người khác nghe được. Do bác sĩ may mắn, bác sĩ biết được cái phương pháp này, và phương pháp này nó rất đơn giản, nó chẳng có gì mà lạ hết. Phương pháp này nó có cách đi cả 6.000-7.000 năm trước thời Đức Phật sinh ra, nó có rồi ha. Những cái kiến thức y khoa của chúng ta bây giờ như thầy Đông Y này, của Tây Y này, nó đều lấy từ cuốn sách đó ra. Đó là cái phương pháp trị bệnh ở bên Ấn Độ, nó gọi là Ayurvedic Medicine, đó ngành là y khoa Ayurveda. Đây là một cái cuốn sách y khoa cổ nhất của Ấn Độ hồi xưa, cách đây tới 7-8.000 năm. Trước cả thời Đức Phật Thích Ca, trước cả Chúa Giêsu, trước hết tất cả của Hoa Đà Tiên Sinh, trước tất cả Hải Thượng Lãng Ông, mà tất cả những cái vị thầy đó, cái phương pháp đó đều lấy từ sách đó ra hết. Và bác sĩ nói có vẻ là cái nôi mà trị bệnh đó, loài người là bắt đầu từ Ấn Độ, chứ không phải là từ Trung Quốc, mà không phải từ Việt Nam. Rồi từ đó mới lân lân chuyển qua, từ đó chúng ta mới có những danh y như là thầy thầy Hải, thầy các thầy Hoa Đà ha, nổi tiếng thôi, cũng là lấy từ đó mà ra hết ra đây. Thì phương pháp này rất đơn giản, ngay trong cái câu đầu á của cái sách y dược mà nổi tiếng mà cổ xưa nhất của Ấn Độ, mà cho đến bây giờ nó vẫn cứ tiếp tục đến bây giờ, mà nó chia thành nhiều phái, nói một câu rất là hay, một câu duy nhất thôi. Khi mình hiểu được câu này đó, có thể là mình có thể mình nắm được tất cả các bệnh, mình có thể mình điều khiển được căn bệnh mình. Bác sĩ xin nói một cách cam quyết như vậy, đảm bảo như vậy, vì chính bản thân bác sĩ đã trải qua, bác sĩ đã học Tây y rất là nhiều, mà bác sĩ thấy Tây y nó có bị bế tắc, cả ngành Đông y mà chữa không đúng cũng bị bế tắc. Mà cái câu này rất đơn giản mà nhiều người ta không nói ra, bởi vì á bác sĩ rất thông cảm. Bây giờ các thầy á rất là bệnh hàng ngày đó, thấy không? Người ta vô người này vô người kia xin thuốc đó, chứ bệnh cũng mệt, các thầy cũng không có thời giờ mà giải thích cho các quý vị nữa. Ở đây quý vị cứ đến các thầy rồi có thể chẩn đoán bệnh cho mình, không thể thuốc. Do hôm nay bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm này, hy vọng là quý vị tự chịu được cho quý vị, và quý vị sẽ không làm cho các thầy ở đây mệt nữa. Hả? Vậy thôi. Thì cái câu đầu của cái cuốn sách gọi là Ayurveda này đó, nó nói một câu rất hay, mà câu này thật là bây giờ người ta cũng nói rồi, mà người ta dùng cái từ nó hơi khác chút thôi. Cái câu đầu của đó nó nói rằng là nếu ăn uống sai cách, nếu mà ăn uống không đúng cách á thì tất cả thuốc men đều vô dụng. Nếu ăn uống sai cách, tất cả các thuốc men, thuốc tây, thuốc ta, thuốc đông y, thuốc y đều vô dụng hết. Nếu ăn uống đúng cách thì không cần các loại thuốc men, tây y cũng không cần mà đông y cũng không cần. Câu đó mình nghe nói rất đơn giản thôi, nhưng mà mấy ai hiểu được câu này. Thậm chí những bác sĩ nổi tiếng của mình này, người ta chỉ nói một câu, mà cái câu này nó là chân lý muôn đời mà Phật Thích Ca Mâu Ni và cũng đều nói, mà chúng ta không có để ý. Bác sĩ lặp lại cho cái câu mở đầu của cái kinh mà gọi là kinh về dược, cái sách y khoa của Ấn Độ cách đây có 6-7.000 năm đó, là trước cả bên Trung Quốc và Việt Nam đó, trước cả Hải Thượng Lãng Ông luôn đó. Bác sĩ lặp lại là nếu chúng ta ăn uống không đúng cách thì trị cái thuốc gì cũng vô bổ vô ích ha. Nếu chúng ta ăn uống đúng cách thì không cần dùng thuốc men, tây y cũng không cần, đông y cũng không cần. Rồi bác sĩ đi vào chi tiết thế nào là ăn uống đúng cách, quý vị thấy không? Đi khám bác sĩ chỉ chẩn đoán bệnh thôi, bác sĩ cho bệnh ít ai khuyên về dinh dưỡng, ở dinh dưỡng người ta nói chung chung thôi ha. Xin lỗi, cả thầy tây y cũng vậy, cũng nói chung chung, có thể thầy biết nhưng mà thầy nói không có được. Bây giờ bệnh nhân đông quá, nói sao thì nghe được, cũng mệt lắm ha. Dạ thôi, hôm nay bác sĩ tương đối, bác sĩ năm nay bác sĩ cũng gần 70 tuổi rồi. Bác sĩ cái hồi xưa bác sĩ vào đường y khoa đó, bác sĩ chính là bác sĩ là nội khoa. Sau này năm 75 bác sĩ mới là làm chuyên về khoa ngoại tổng quát, mổ xẻ từ đến chân. Sau đó năm 78 bác sĩ chuyển ngành là bác sĩ chuyên môn là bác sĩ về xương cốt. Bác sĩ trừ gãy tay gãy chân, băng bột, đóng đinh xương đùi, đủ thứ hết. Bác sĩ là góc ngoại khoa tổng quát. Nhưng mà đến năm 1978 đó, vì do nhu cầu bác sĩ mắt ít quá, thế ra người ta cần bác sĩ mắt, đào tạo bác sĩ mắt ha. Mắt ở miền Nam, lúc ở miền Nam rất là ít, mà người ta yêu cầu bác sĩ mắt là phải có một cái vốn về ngoại khoa. Vì bác sĩ mắt đó, người ta đòi hỏi cái tay chân khéo mới mổ được.
do bác sĩ đăng ký, bác sĩ đi qua nhãn khoa, từ đó bác sĩ bây giờ chuyên là nhãn khoa luôn. Thành ra bác sĩ cũng có thể có một kinh nghiệm tất cả, vì bác sĩ đã từng mổ các bệnh từ đầu đến chân, bác sĩ mổ hết bác sĩ biết. Nhưng mà bác sĩ thấy rằng là điều trị nó không kết quả bao nhiêu hết, mà càng ngày càng nặng, càng nặng cho xã hội nữa ha. Thì bây giờ bác sĩ trở lại vấn đề, bác sĩ gặp lại cái câu của ông tổ ngành y, của bà bác sĩ ngành, cái ông mà Hippocrates á, ông là ngày tổ sư là thành lập là cái ngành mà y khoa hiện đại đó. Ông nói là thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn đó, thức ăn là thuốc. Và cái ông Hippocrates á, là ông ăn trường chay. Hồi xưa bác sĩ họ còn trường, bác sĩ cũng đọc cái đó, nhưng mà không có thầy y khoa nào nói bác sĩ là ông Hippocrates ăn trường chay hết. Ông chỉ nói rằng là thay phải chứ ông nói là thức ăn là thực phẩm, thực phẩm là thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn. Và tôi ăn trường chay chứng tỏ rằng là cái phương pháp trường chay là cái pháp tốt nhất, là cái thuốc tốt nhất để trị các loại bệnh. Rồi quý vị sẽ thắc mắc, bác sĩ ơi, tôi thấy nhiều người ăn chay họ cũng bệnh quá trời vậy, họ cũng cao huyết áp, cũng tiểu đường, cũng tim mạch, cũng thấp khớp, thậm chí có bị ung thư nữa. Như vậy là ăn chay sao trị được bệnh được? Bây giờ bác sĩ nói rằng là phải ăn uống đúng cách. Thế nào là ăn chay đúng cách? Bác sĩ chỉ nói vắn tắt cho ba điều thôi ha, quý vị cứ theo đó mà làm ha. Bây giờ cái từ ăn chay á, người ta lạm dụng quá rồi. Nhiều người ta ăn cá, ăn trứng, người ta nói tôi cũng ăn chay, tôi đâu có ăn thịt bò, tôi ăn thịt heo, ta nói là tôi ăn thịt trắng cũng là ăn chay đó. Tôi bây giờ có nhiều người rằng là tuy nó ăn chay nhưng mà họ vẫn uống sữa bò, họ vẫn ăn hột gà vịt vô thì vẫn bệnh như thường. Cái ăn đúng cách, tức là bây giờ người ta dùng cái từ gọi là ăn thuần chay, tức là hoàn toàn không động vật. Bây giờ người ta dùng cái từ là thực dưỡng đó, thực dưỡng là dinh dưỡng dựa vào thực vật. Và thế nào ăn thực dưỡng đúng cách? Mình ăn đúng cách có thể là như là hầu như là mình có thể tránh được hơn 80% bệnh tật rồi. Thứ nhất là mình phải ăn nguyên vỏ nguyên hạt, tức là cái loại gạo mình có xay trắng quá, mình phải có cái gạo nó có chất lứt bảo xung quanh được. Bởi vì người ta biết cái chất lứt xung quanh, cái cám gạo xung quanh đó là nó có rất nhiều cái men tiêu hóa và có rất nhiều sinh tố để mình ngừa được bệnh. Cái thứ hai nữa là mình ăn rau củ quả đó, mình đừng có nướng luộc chín quá, luộc chín quá thì nó mất biết bao nhiêu men tiêu hóa. Ăn chay thì mình chú ý mình ăn rau củ quả phải không, là nếu mà mình lựa lại rau nào mình ăn sống được là tốt, còn nếu có nấu thì đừng nấu quá 45 độ. Tại sao như vậy? Vì trong rau củ quả nó dưới 45 độ nó còn giữ rất nhiều men tiêu hóa và nó rất nhiều như chất bổ mà mình ăn vào được á, thì nó mới giúp tiêu hóa được cho mình. Nhưng mà mình luộc chín nó ăn không hết, không được. Thứ ba nữa là mình tránh tuyệt đối những cái gì vô đồ lon, đồ hộp. Dù là ăn thuần chay, vô lon, hộp thì các quý vị biết rằng là vô lon, vô hộp là có chất bảo quản là không tốt rồi. Và bác sĩ nói tóm lại, bây giờ là muốn ăn uống đúng cách là cái gì? Tức là mình phải ăn thuần chay, tức là sữa bò cũng không được luôn, hộp gà, hộp vịt cũng không được luôn. Rồi, thứ hai nữa, thực phẩm là mình đừng có nấu chín quá. Rau củ quả, nếu mà rau nào mình ăn sống được là tốt. Tại sao cái rau ăn sống nó tốt hơn? Tại vì rau sống đó, vì nó chứa rất nhiều những cái men tiêu hóa đó, nó có cái năng lượng mặt trời đó, nó có ánh sáng mặt trời đó, mình ăn vào thì nó sẽ ngừa được nhiều cái bệnh đau thấp khớp nữa. Tại vì có nhiều người ta ăn chay ấy, mà đau thấp khớp tại vì ta ăn rau cỏ luộc chín quá, nó chỉ là chất xơ thôi, do nó không đủ men tiêu hóa. Thứ ba nữa là chúng ta biết rằng là không phải là ăn uống không, vì ăn uống thật ra nó chỉ ngừa 80% các bệnh thôi. Mình phải phối hợp với vận động và nghỉ ngơi nữa, vì sức khỏe ba yếu tố mà, ăn uống, vận động, nghỉ ngơi nữa. Mà vận động như thế nào, nghỉ ngơi như thế nào là tùy quý vị chọn một cái phương pháp nào quý vị tập, quý vị thấy nó tốt nữa. Nhưng mà cái chính vẫn là ăn đúng cách, là ăn thuần chay. Bác sĩ chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Bây giờ quý vị có thắc mắc cái gì thì quý vị hỏi bác sĩ sẽ chia sẻ. Xin hết. Vì xin lỗi, vì chính bản thân bác sĩ này, bác sĩ đã năm 1996, lúc đó bác sĩ 46 tuổi, bác sĩ mới biết ăn chay. Mà bác sĩ ăn chay nó khỏe được 5-10 năm, sau đó bác sĩ bệnh trở lại. Vì bác sĩ ăn chay không đúng cách, vì bác sĩ chỉ ăn gạo trắng mà. Sau này bác sĩ ăn gạo lứt. Gạo lứt không phải là cái gạo mà, không phải như là gạo huyết rong. Gạo lứt tức là gạo chỉ cần lột vỏ trấu ra thì là gạo lứt. Và quý vị phải ngâm trong qua đêm.
khoảng chừng 5-6 tiếng đồng hồ là ngày mai nấu nó mềm, ăn nó ngon như xôi, dễ ăn. Nhiều người ăn garlic không biết cứ nấu hoài nó cứng khó ăn, chỉ có như vậy thôi. Và thứ ba nữa, bây giờ quý vị bệnh, quý vị vẫn đi khám bệnh bình thường, bệnh tai mũi họng thì vẫn đi kiếm bác sĩ tai mũi họng, bệnh tim mạch đi kiếm bác sĩ tim mạch, bệnh sản khoa bác sĩ sản khoa, bệnh nhưng mà chữa tây không hết thì có thể đồng y đây, thì đồng y cho thuốc thì quý vị vẫn nhận thuốc thường. Nhưng mà để cho cái thuốc có tác dụng đó là quý vị phải ăn thuần chay mới được. Vì trí bệnh khỏi không là do 80% là do việc ăn uống thuần chay, chứ không phải là cái thuốc đâu, thuốc là cái phụ thôi, chính là cái ăn uống. Vì ăn uống là cái thuốc mình toàn ngày đó ha. Và tất cả điện thoại như mình vậy thôi đấy. Bác sĩ cho em hỏi, bác sĩ già dụ răng hết rồi không nấu chín nấu mềm cho nên mà già dụ răng hết được thì mình nấu cháo ở lúc ha. Dạ, củ quả mình phải nấu mềm. Thì mình nấu mềm bình thường thôi. Bác sĩ nói hết chất dinh dưỡng. Có mình đâu có nó chất dinh dưỡng là ý nói là cái rau củ quả. Còn không có, còn gạo nó mềm được. Bác nói nó bác sĩ nói rau củ quả, cái rau mà tươi hoa tươi mình đừng có nấu chín quá thì nó mất cái chất men. Còn gạo nó mềm được có đâu có gì đâu. Củ quả không chín mềm không được, chín ngắt. Nếu mà chị nói mà đúng rồi, rụng răng thì mình nấu mềm. Đó, vậy thôi. Thì chị mới hỏi là bà già này ai đoạn xương cuộc sống đó. Tôi nói là trước tiên đó, đừng bao giờ bị xí gạt bị quảng cáo uống sữa bò. Có gì calcium càng uống càng mất calcium. Tại sao? Vì sữa bò là nó có chất axit. Vì cơ máu của mình là máu kiềm. Không được, ăn liền ăn xua. Tôi nói rằng là chị uống cái sữa gì cũng được, nhưng mà chị phải mở ra chị coi. Có thể bằng động vật, không được động đến. Vì động vật rất là độc. Nè. Tại sao? Bây giờ người ta mới biết rõ cái nguyên nhân á, bệnh ung thư người, bây giờ người ta mới trị được rồi. Bác sĩ hồi xưa bác sĩ học Tây y, bệnh ung thư á, thường thường người ta theo chương trình Tây y người ta trị như thế này này. Là lỗ đầu tiên là người ta trị thuốc. Không khỏi thì người ta dùng cái X-ray, chẩn bác mà TS, không khỏi nữa người ta giải phẫu. Vậy thôi ha. Và người ta không có nói mà để ăn uống. Nhưng bây giờ Tây y nó phải công nhận cái điều này là muốn dịch tấn công tế bào ung thư đó rất là dễ ha. Bây giờ những cái nghiên cứu mới nhất của những bác sĩ giải phẫu mà nổi tiếng nhất của Anh, của Mỹ, của Pháp đó, những cái người này đã từng làm mổ cả chục ngàn cái ung thư rồi, đã cứu được mạng sống nhiều ung thư rồi, mà cứu được có già chừng 5 năm 6 năm rồi bị lại. Bây giờ khi về già họ mới nhận thấy rằng là cái điều trị của họ cũng là hời hợt bên ngoài. Điều trị ung thư tốt nhất là cái gì? Là cái tế bào ung thư nó chỉ sợ nhất cái bệnh gì, nó sợ nhất là cái sinh tố, nó gọi là sinh tố TT. Sinh tố TT là cái gì mình đâu có bác sĩ đâu, là sinh tố tình thương. Sinh tố tình thương là cái gì? À, tình thương này nó có hai cái cách, chị thấy không? Có hai những người bệnh ung thư như nhau, nhưng mà một người yêu đời, người ta làm việc thiện, người ta biết giúp đỡ người khác thì bị ung thư nó giảm nhẹ, thỉnh thoảng lại mất luôn. Còn cái người nào mà chán đời, mà không có tình thương, không chia sẻ người hàng xóm xung quanh đó, thì người đó mau chết. Và bây giờ cái đầu tiên là sinh tố TT tình thương, cái đó là giao tiếp ở ngoài, và cái sinh tố TT nó nằm trên bằng ăn mình luôn. Không phải tâm lý. Không, cái này người ta đã nghiên cứu rồi, người ta nghiên cứu rằng là cái chỉ số tình thương của bệnh nhân càng thấp bao nhiêu thì bệnh càng nặng bao nhiêu thì mọi chia sẻ bao nhiêu. Và mình nói về thực tế, tôi đâu có thời giờ đó, tôi đi làm việc thiện, tôi đâu có thời giờ tôi chia sẻ hàng xóm tôi ghét tiếng mẹ, tôi đâu có chia sẻ cho đỡ cha, tôi phải lo cho cái tôi không được, không sao. Trước khi mình phải thực, mình phải thương cái chính mình trước, mình không thương mình làm sao mình thương người khác được. Thì cái tình thương đầu tiên của mình á, mà ai cũng có thể làm được hết, là ngay trong nhà bếp của mình, ngay trên bàn ăn của mình. Tức là mình không gây cái thức ăn của mình mà gây đổ máu cho lại vật ha. Quý vị biết rằng là mình á, không có con gà, không có con vịt, không có con heo, không có gì mình đâu có chết đâu, mình ăn rau còn cũng sống được ha. Mình phải có sự lựa chọn, nó gọi là lựa chọn cao thượng tình thương và lựa chọn khoái khẩu. Nhưng mà cô tiếp tục ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, đó là cô bị khoái khẩu. Để bình tâm khẩu nhập thì tùy cái gì cũng giá. Đoạn cái khoái khẩu của vị thì cô bị phải trả giá cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, tâm thấp, ung thư. Bây giờ mình chọn lựa cái khác, mình biết là tôi chọn lựa cái lựa chọn cao quý, tình thương. Tôi ăn thuần chay,
Cái đó không ạ? Là trị biết bao nhiêu bệnh của mình rồi. Không cần quý vị phải đi chùa, không cần phải đi làm việc thiện nữa. Làm việc tình thương ngay trên bàn ăn của mình. Mình phải thương mình trước thì nó sẽ bớt rất nhiều bệnh. Vì hiểu không? Thành ra bác sĩ rất buồn, có nhiều đồng nghiệp bác sĩ đó. Thật ra cái bệnh này chính bác sĩ cũng làm bậy nữa. Cách đây hơn 20 năm khi bác sĩ chưa ăn chay. Vì bác sĩ là người giải phẫu mà, mua xương á. Bác sĩ bỏ xong bà phải ăn thịt bò nhiều vào nhá. Bà phải uống sữa nhiều vào nhá, có calcium cho xương nó lành. À, thì bác sĩ cứ xúi người ta vậy đâu, bác sĩ không biết. Vì bác sĩ học như vậy. Nhưng mà bác sĩ thấy bệnh đâu có hết đâu. Nặng. Bây giờ người ta thấy rằng là cái thực phẩm tốt nhất, có calcium tốt nhất là nằm ở trong rau củ quả. Cái calcium trong sữa bò đó, nó là có tính cách acid. Khi mình uống vào calcium, không những nó không đồng thu cho mình, nó lại rút calcium trong xương mình ra. Đó tại sao mà tỷ lệ cái bệnh loãng xương cao nhất ở các nước phương Tây. Vì họ ăn sữa bò, bơ sữa, ăn len, ăn xua nhiều quá. Là bệnh uống cái thuốc càng nhiều càng loãng xương. Chứ không phải là uống mà nó là bổ xương đâu. Đây là một sự xí gạt một cách ghê gớm lắm. Mà tại sao người ta không nói? Tại vì lợi nhuận cao quá. Người ta không cho mình biết ha. Người ta dân cũng biết. Mà bây giờ nhiều bác sĩ bên nước ngoài có lương tâm, người ta cảnh báo, người ta nói sự thật như thế. Và mình phải nói sự thật. Và chính kinh nghiệm bản thân bác sĩ mới thấy rất là đúng. Rồi, cái thứ hai nữa là như thế này. Quý vị nghe nói, ở nhà này quý vị chắc nghe nói nhiều người bị ung thư gì phải không? Ai bị ung thư mà nghĩ ăn thư gây như là tự hình là chết không? Bây giờ Tây Y nó công nhận rằng bây giờ là bệnh ung thư bây giờ là quý vị đừng có mổ. Càng đụng ở nó thì bệnh nó càng lan ra. Ha. Trừ khi cái bú nó lớn nó đè cho mình khó thở quá ấy thì người ta phải giải phẫu thôi. Còn rất trong đó ung thư để yên đó. Và nạp sinh tố TT vô, tình thương vô. Ha. Tức là ăn thuần chay. Tại sao? Bây giờ người ta thấy rằng cái món ăn khoái khẩu của tế bào ung thư là gì? Là đạm động vật. Mình càng cho sữa bò vô, càng cho hột gà vô, càng cho thịt vô thì tế bào ung thư có phát triển. Nhưng mà mình cắt đứt cái nguồn lương thực nó, vì cái nguồn lương thực chính nó là thịt động vật. Cắt đứt đi thì nó sẽ chết. Nhiều người nói ở tôi cắt đứt như vậy tôi ăn gì bác sĩ? Thì mình có nhiều cái đạm khác, đạm thực vật ha, như là rau củ quả nó đủ chất bổ rồi. Và chỉ cần cắt đi cái nguồn động vật đó là dứt khỏi ung thư. Mà mình phối hợp đến cái thuốc tây đông y nữa thì còn mau nữa. Vậy thôi. Cái đó là người ta công nhận là như thế rồi. Vì ung thư là quý vị đang là nói cho quý vị dễ hiểu đây nè. Ở nhà quý vị nha, quý vị có ba thằng con trai. Một thằng thì nó khoái nhậu nhẹt, nó khoái hút thuốc. Hai thằng kia nó đàng hoàng, nó ăn chay đàng hoàng rồi. Cái thằng mà khoái nhậu nhẹt hút thuốc á, nó về nhà mình nó mở cái tủ lạnh ra, có thịt bò thịt gà nó vào nhậu đớp, có rượu bia nó uống, đúng không? Bây giờ cái tủ lạnh mình không có để thịt bò thịt gà ăn đó, để ăn chay không? Không có để bia rượu đó, để nước sinh tố trái cây không? Về nó mở tủ ra, nó không thấy có gì, sao? Thì nó phải bỏ đi ra ngoài chứ sao? Thì tế bào ung thư đó là mình có ba đứa con, đó là một đứa con thường mình á. Bây giờ mình cúp, mình không có tiếp tế cho nó vô, không tiếp tế rượu bia thuốc lá, không có tiếp tế đồ ăn mặn cho nó đâu á. Tự tự động nó sẽ chết, tự nhiên nó sẽ khỏi thôi. Bây giờ là người ta phải công nhận nó như thế, ha? Và bác sĩ nói rằng là quý vị, bác sĩ nói nghiệp quả, quý vị chi bệnh kia bệnh nhân, quý vị khuyên thì bệnh nhân nên trở lại ăn thực dưỡng thuần chay đi, thì bệnh nhân nó mới khỏi được. Còn cái này là chữa thuốc này đó, các thầy luôn ấy biết cho một cái tuần thuốc như vài tuần sau lại bệnh lại trở lại khám lại ha. Nhưng mà biết cái điều này thì khi nói nó hơi tế nhị, nhiều người ta không tin, nhưng mà sự thật là nó như thế. Và bác sĩ xin lý đảm bảo cái kinh nghiệm bản thân, bác sĩ ăn chay hơn 30 năm rồi và bác sĩ chữa rất là nhiều người, đi qua Singapore chữa cả lần cả vài tỷ bạc cũng không hết, về nhà chỉ cần trở đồ ăn chay là hết liền. Bác sĩ xin nói kinh nghiệm như thế này. Vừa rồi trên mạng đã có một bài báo đưa lên đây, có 5 người bạn với nhau, chơi rất thân với nhau, trên 50 tuổi, bị chẩn đoán là ung thư phổi hết. Vì bên nước ngoài ung thư phổi là người ta hóa trị và có nhiều cái ấy người ta phải điều trị, phải giải phẫu. Thì 5 người bạn đó, vì quý vị biết bên nước ngoài chữa bệnh ung thư đó rất là tốn kém. Mỗi lần chữa như vậy là cả nửa triệu đô la đó, là cả chục tỷ hơn đó ha, mà không hết. Thì ra cái ông này rất giàu có, ông có bốn
có 4 người bạn. Thì trong đó thì có 2 người bạn thì nghèo, còn mấy người kia thì giàu có như ông. Nhưng mà ông may mắn ông đọc sách rằng là trị bệnh tế bào ung thư đó chỉ có cách là cúp đứt một thực phẩm đó. Mặc dù ông dư tiền, ông có thể vô bệnh viện giỏi nhất của Mỹ để ông mổ, để ông có thể trị bệnh ung thư phổi của ông, nhưng mà ông không đi. Nhưng mà anh quen thằng bạn nghèo của ông đó, bảo anh ơi, tôi được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư phổi nè, tôi nghe bác sĩ phải mổ, nhưng mà bây giờ tôi nghèo quá, tôi không mổ. Anh sướng quá, anh giàu, bảo không được, nhưng mà nếu mà được tôi sẵn sàng tôi cho anh. Nhưng mà ông này ông khuyên, mà theo tôi đó, chưa bệnh không khỏi đâu, anh nên đổi qua ăn thuần chay đi. Nhưng mà người bạn không tin, người bạn tại tôi nghèo, tại tôi không có tiền trị bệnh, anh giàu, anh trị bệnh được á, thôi được rồi, tôi cho anh tiền, tôi cho anh vài 300.000 đô la, anh đi trị bệnh đi. Cuối cùng đó, 4 người bạn ông chết hết, trong đó có 2 người bạn giàu và 2 người bạn nghèo, ông bỏ tiền ông giúp đỡ, vì ông nói rằng là mình không giúp đỡ được vì người ta vẫn tin tưởng mà. Rồi cuối cùng ông là người giàu có, ông không có trị bệnh cái gì hết, ông chỉ về nhà ông trợ đũa, ông ăn thuần chay, bây giờ ông còn sống sót đến bây giờ. Cái chuyện này là nó đầy rẫy trên mạng rồi và quý vị không biết. Nhưng mà vì nhiều bác sĩ ở đây, người ta nhiều khi có thể họ biết đó, nhưng mà người ta bận rộn các bệnh quá, người ta cũng không có chỉ về cái đó cho mình, người ta nói sơ sơ thôi. Cái thứ hai đó, có thể là người ta bản thân họ chưa ăn chay được, thành ra họ biết nhưng mà họ không áp dụng được. Thành ra bây giờ đó, bên nước ngoài bây giờ nó ra một cái luật lệ như thế này đó, thì ban đầu người ta yêu cầu tất cả các bác sĩ đó phải, mình không tin vào vấn đề ăn uống trị bệnh cũng được, nhưng mà mình phải ghi ra trong cái toa bệnh khi mình cho thuốc bệnh nhân đó, phải ghi rằng là có một phương pháp điều trị thay thế là bằng cách ăn thuần chay thực dưỡng. Nếu mà mình không ghi cái đó đó, bệnh nhân đi khám bệnh á, trị bệnh á, rồi không hết mình á, tình cờ bác sĩ gặp một cái người ta chỉ cách dinh dưỡng mà khỏi bệnh á, ra khỏi, người ta có thể quay lại kiện mình. Đó, tại sao anh là bác sĩ, anh phải cập nhật hóa kiến thức của anh chứ, anh phải biết chứ, tại sao anh không chịu cho bệnh nhân cái này. Giống như người ta bảo là mình giữ bệnh, mình nuôi bệnh, mình phải khuyên ta có một pháp điều trị thay thế, không cần dùng thuốc, chỉ cần ăn uống không là thay thế, vậy thôi. Ở đây quý vị có qua thắc mắc gì nữa không về vấn đề mà bệnh gì, có bệnh gì mà ông không hết được không? Quý vị bệnh, quý vị vẫn đi khám bệnh như thường, nhưng mà bác sĩ khuyên có quý vị phải trợ đũa ăn chay. Vì tại sao? Vì ăn chay nó độc chất hơn, ăn thịt cá trứng nó là độc chất rất nhiều, và cái hai cái cơ quan làm việc khổ sở nhất đó, để nó bài thử cái chất độc cho thịt ra là cái thận, cái gan của mình. Thì quý vị biết rồi đó, cái bộ máy tiêu hóa con người mình ông trời tạo ra để ăn chay chứ đâu phải là ăn mặn đâu. Từ cái hàm răng của mình nè, từ cái bao tử của mình nè, từ cái đường ruột của mình, nó giống khỉ, nó giống con cọp ha, con cọp con báo thì nó cái móng vuốt nhà nó xé thịt ăn. Còn mình đó, mình ăn ra mình ăn sai với cấu trúc của tàu hóa cho mình rồi, thì đương nhiên là bệnh là cái chắc. Giống như xe Honda đó, là ông kỹ sư Nhật ông chế để mình chạy xăng, nhưng mà mình đổ cái dầu hôi vô thì cái xe Honda sẽ bị nghẹt thôi, ngày trước ngày sau thôi. Thì con người mình giống như cái xe Honda, mình đổ sai nhiên liệu thì trước sau gì nó cũng bệnh, mà bệnh thì phải đi chữa. Xe Honda ngàn bô về chữa, nhưng mà chữa xong cũng phải đổ đúng nhiên liệu mới được, cứ phải tiếp tục đổ dầu hôi vô thì nó bệnh trở lại, vậy thôi. Thành ra bác sĩ nói rằng là bệnh gì thì bệnh đó, khám bệnh gì, nhưng mà quý vị ngay hôm nay có vừa bắt đầu với bệnh đó, quý vị phải trợ đũa nên ăn thuần chay đi, cái đó là tốt nhất. Ăn chay không phải là tu hành, ăn chay là ăn khoa học ha. Còn chuyện tu hành là bác sĩ không minh bạc đấy. Nó bảo, có nhiều người họ nói bác sĩ bảo, bác sĩ tôi là phải là Phật tử đó, bác sĩ bảo tôi ăn chay. Họ nghĩ là tôi đi chùa ăn chay. Bảo đâu, bác sĩ đâu có nói là bác sĩ đâu có đạo gì đâu ha. Bác sĩ nói cách khoa học ha. Còn quý vị tu theo đạo nào là chuyện của quý vị, đạo Phật, đạo Hòa Hảo, đạo Thiên Chúa chưa bị, nhưng bác sĩ nói khoa học thôi. Và khoa học chứng minh rằng là ăn thực phẩm là tốt nhất, ăn thực phẩm là tốt nhất để trị bệnh thôi ha. Trong cái chuyện còn cái chuyện mà Phật nói ăn chay ăn mặn, cái chuyện đó bác sĩ không miễn bàn ha, nói là chuyện của quý vị thôi ha. Mà đúng ra nếu mà quý vị tự hào quý vị là Phật tử, quý vị tự hào quý vị là tín đồ Công giáo, thì ăn chay đó là hình thức là quý vị trưởng dưỡng lòng từ bi đó, là tốt chứ sao, trưởng dưỡng lòng bác ái của Chúa Giêsu, trưởng dưỡng lòng từ bi của Đức Phật thì tốt cái gì đâu ha. Nhưng mà bác sĩ miễn mạng cái đó, bác sĩ chỉ nói về khoa học thôi. Và tất cả cái đây bây giờ kết luận rồi là phương pháp ăn thực dưỡng là tốt nhất, và khi mắc bệnh ung thư đó là phải cắt đứt cái nguồn nuôi dưỡng của nó, là gì, những cái gì có nguồn động vật hết.
Alo, rồi quý vị có thắc mắc gì quý vị cứ hỏi đi, không sao. Vì chính bản thân bác sĩ cũng bệnh dữ lắm. Nhưng mà bác sĩ nhờ biết các cái đó, bác sĩ hết luôn. Cảm ơn trời Phật, bác sĩ ăn chay, ăn thuần chay hơn 21 năm nay rồi. Bây giờ bác sĩ không có bệnh gì hết. Cảm ơn. Hồi xưa bác sĩ ăn mặn á, bác sĩ nhậu nhẹt lắm, bác sĩ là dân mà hút thuốc lá nè. Ruột bia thế mà. Bác sĩ chân môn là mày, bệnh nhân bác sĩ ăn về Long An nè, Gò Đen nè. Dầu rắn, dầu rùa rắn rồi bác sĩ cũng đỡ bén á. Sao bác sĩ bệnh quá trời. Rồi sao bác sĩ tình cờ bác sĩ quấn ở ngoài học. Người ta chỉ bác sĩ mới biết. Vì chính ngay cái thứ y khoa nó có giáo dục sai lầm nữa ha. Đó, bác sĩ đi theo cái ăn thuần chay là bởi vì bác sĩ sợ chết. Chứ không phải bác sĩ theo Phật theo Chúa gì cả, không sợ chết nè. Rồi bác sĩ nên đúng quá ha. Vì bác sĩ là con người học đúng quá, bác sĩ theo. Bác sĩ thấy cái này rất hay, bác sĩ chia sẻ cho nhiều người. Như vậy thôi.